Welcome cả anh em trở lại kênh DHVG của mình hôm nay. Lại tiếp tục với con game Tây Du Via Game. Thì video mình sẽ review qua cho anh em cái tính năng. Anh em cày hên là tăng lực chiến khá nhiều luôn. Tính năng này ngày 5 nó mới mở ấy. Nói đến đây anh em mới chơi rồi chắc là biết tính năng gì đấy. Nó là cái đua xe Tây Du em ơi. À không phải đua xe. Nếu mà tính về xe chắc chỉ có độc Hồng Anh Nhi thì nó cưới xe thôi. Còn lại đều là chạy bộ hết. Chạy bộ 2 chân, 4 chân hoặc là 8 chân như con nhện đấy. Về cái chạy này thì nó sẽ có 5 con, nhưng mà nó khác so với mấy con kia. Mấy con kia 5 con thì nó sẽ hên xui, nhưng mà game này đường tăng ấy là cái bộ số to nhất. 4 con kia thì nó hên xui. Đường tăng bộ số thấp nhất mình không nhớ bao nhiêu, nhưng mà bộ to nhất hình là 24. Chắc là bộ của đường tăng nó sẽ từ 12 đến 24. Cái này rất là nhân phẩm ơi. Server anh mà hên ra nhiều đường tăng, mà anh em cúng cường nhiều nữa là server anh em kiếm thần tông cam rất là nhanh luôn. Còn server mờ như server 2 mình ấy là toang nguyên mày. Ngày hôm qua nó về 4 cái bộ số min, ngày hôm nay ấy, nó về 3 cái, và cái đầu tiên ấy thì nó về cái bộ số ở dưới mày. Nói chung là cũng không to, nó chỉ có 6 thôi. Đấy em mới chán không? Min 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 4 3 4 phát đầu 6. Phần trăm cao ấy là 22 giờ ấy, cộng với 22 giờ 5 mình sẽ cược hai cái bộ số to, nhưng mà chắc mình sẽ không cược đường tăng em ơi. Giờ mà anh em mà hên ấy về đường tăng ngon thật, nhưng mà nếu anh em mà xui ấy, tầm 3 4 5 ngày mà không về ấy, là coi như anh em thọt luôn. Nên là chắc server này mình sẽ không cược đường tăng. Cái này tùy server của em thôi. Nếu anh mà có thời gian rảnh ấy thì có thể bỏ qua một hai đầu. Anh em nghiên cứu xem server anh em hay về như nào. Ví dụ như server mình ấy, nó rất hay về cái min ấy. Nên là nhiều anh em mà chơi chắc ăn ấy, đa số ta đặt hai kèo thấp nhất. Nhưng mà mình lại không thích kèo thấp, tại vì giờ mà mình đặt kèo thấp mà nó lại về kèo to 8, 9, 10, 10 mấy. Cái em ơi, để chắc là mình sẽ khô máu, mình thiết kế kèo to ấy. Đây mình sẽ nói qua cách mình cược. Cược này thì mình hay để ý cái vị trí nó về đích. Bởi con ở game này ấy, vị trí nó khác nhau nhá. Như mấy con game khác ấy, sư tử nó ở vị trí 1, gà nó ở vị trí 2 ấy, nó cố định rồi. Nhưng mà con game này ấy, mỗi đợt nó là một tướng hên xui ấy. Nên là chắc mình chỉ để ý vị trí thôi. Như ở xem mình đang nghĩ tầm 3 4 loại cược. Anh em có thể tham khảo nhá. Xem mình ấy, về cái min rất là nhiều luôn. Lấy thứ nhất ấy, mình sẽ cược đường tăng cộng với cái số thấp nhất. Nếu mà về đường tăng ấy ăn tiền, còn về nhiều cái bộ số tốt ấy thì nó cũng được khá khá. Nhưng mà nếu mà nó về mấy cái dưới ấy, thì coi như mình toang luôn. Tiếp đến là cách thứ hai ấy, là mình đặt full bộ số cao. Như thế nếu mà nó về quá nhiều bộ số thấp ấy mình lại toang. Còn mình đặt nhiều bộ số thấp ấy, nếu như hai ngày hôm nay ấy, thì chắc là cũng kiếm được một ít, nhưng mà không nhiều. Là chắc mình sẽ bỏ qua cái phương án này, liều ăn nhiều anh em ơi. Và còn có kiểu nữa nhá, mình sẽ đợi nó về 2 đến 3 kéo min rồi mình đặt hai cái bộ số to. Mình không đặt đường tăng nhá. Đường tăng ấy chắc mình chỉ có cược cái loại ấy, một là min. Đây nếu cược đường tăng mình chỉ có cược thế thôi. Như kèo này ấy, thì cái 10 giờ mới 10 giờ 5 ấy mình sẽ đặt hai cái kèo to trừ đường tăng ra. Nếu mà nó về đường tăng ấy hơi xoay một tí, còn về bộ số nhỏ ấy thì coi như server mình đen em ơi. Biết server anh em nhào ấy. Đây đầu tiên nhá, 10 giờ 10% anh em trúng, 10 giờ 5 11%, 14 giờ 8%, và lần thứ tư ấy 14 giờ 5 lên 10%. Tại vì nó tàn về bộ số thấp ấy nên là anh em chuyển về cái bộ số thấp để nó tăng thêm. Còn là đường tăng ấy mình nhớ một đợt tàn là 40 đến 45%. Nói chung là anh em cược đường tăng rất là nhiều. Server là mà anh em về đường tăng nhiều ấy thì ăn, còn server mà không về đường tăng ấy nhiều khi là anh em hết sạch vé luôn. Tính ra một ngày anh em kiếm 10 vé phở đi ấy. Mà cái đu tú này tiệm rất là ngoài mày, nó bán thần thông mà nó bán không đắt luôn. Đây con tím chỉ có 24 vé thôi, anh em làm nhiệm vụ 2 ngày xong. Con cam cũng chỉ có 64 vé, anh em làm nhiệm vụ 6 ngày xong.
Tức là một tháng anh em mà không cược ấy free 5 cam. Nói chung con game này nếu anh em bận ấy không cược được ấy thì anh em ăn đèo ngày. Còn anh em mà có thời gian ấy, anh em cược thua á, không bảo anh em không ăn được. Nhưng mà nếu anh em mà hên ấy, một ngày anh em làm 1-2 cam ấy, lực chiến anh em tăng rất mạnh luôn. Cái tím ấy thì nó tăng chỉ có 72k thôi. Cái chủ yếu là anh em đeo lúc đầu game không có mấy cái cam ấy thì đeo vào cho có. Còn về sau ấy, anh em đeo một cái cam ấy thì nó tăng thêm 240k. Một ngày anh em mở cược mà hên ấy, trúng hai cái là server anh em phải hên nhá. Còn server mà như mình ấy, tàn bội ba bốn ấy, kể cả anh em có win này nữa. Ví dụ như bội ba không, anh em đặt hai con tốn 10 vé là anh em được 15 vé, là lời 5 vé. Không xin nhê em ơi, không xin nhê. Vẫn toang lắm. Đây là mấy cái bội thấp mà mình không thích đặt rồi. Mặc dù cái này nhân phẩm thật ấy, nhưng mà mình thấy anh em cày vẫn cố gắng thiết kế. Nếu server anh em không về đường tăng thì em bỏ luôn đường tăng. Còn tầm 1-2 ngày nó về một lần ấy thì anh em có thể khô máu. Đây anh em mới chơi cộng với anh em đang chơi, chú ý cho mình cái đua xe Thiên Du. Cuối hôm mình sẽ cập nhật cho anh em xem top 2 lực chiến lên server. Ngày hôm nay ấy, top 2 ấy, chênh với top 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rất nhiều luôn. Chênh mình nghĩ tầm 2-3 ngày nữa khéo khi chênh gấp đôi lực luôn. Đầu tiên là về C1, anh em đợi mình tí. Mình chuyển sang cái chế độ toàn hình. Đây mình đã loang sẵn cái C1 rồi. Mình đang soi tôi em ơi. Đây top 100, 6.197k. Hiện tại bây giờ anh em nếu mà xả kim bảo ấy, biết chơi chắc là tầm hơn 5k. Còn là không biết chơi ấy, khéo khi lực chiến còn thấp hơn mình. Đây hiện tại lực chiến của mình 4.133k. Anh em mà không biết chơi ấy, theo khi chỉ có 2k, 3k thôi. Anh em mà biết chơi ấy, thì 4, 5k. Nếu mà nhân phẩm ấy, xả cái máu thậm chí lên 6k luôn. Mà 6k là anh em cày chay và lạp đầu là được vào top 100 ở CO mình. À đâu, CO mình là hơn trăm em ơi. Mình nhớ CO mình có hơn 5k là vào top 100 rồi. Tính ra CO2 mình đông nhá, mà không đông bằng CO1. Đây, top 100 ấy, 5.615k. Mình ở 4.133k ấy, hạng 300. 300 ấy thế tầm xe mình phải xấp xỉ tầm 1k dưới người. Còn là C1 chắc tầm 1k2. Đây đã là ngày thứ 5 rồi em ơi. Nói chung là game này rất là đông. Anh em mà đang chơi mấy con game vắng ấy thì nên chuyển sang game này trải nghiệm qua. Game gì cũng vậy thôi ấy, cứ đông là mình thì hay. Kể cả nó không hay ấy, cũng thành hay. Đây anh em xem nhá. Ô khoan á, ô C1 nhiều nhân tài quá em ơi. Ngày hôm qua mình nhớ là ba bảng top chênh với 4, 5, 6 khá nhiều. Nhưng mà hôm nay ấy, bảng top 4 20k, chỉ kém có 4k bạn top 3 thôi. Bảng top 5 cũng 18k này. Đây còn khá nhiều anh em 13, 14k. Nói chung là C1 hiện tại bây giờ có 5 bạn là triển vọng nhá. Anh em đâu? Top 1 33k, top 2 25k, hơn 8k em ơi. Khá nhiều luôn. Còn về server 2 của mình ấy, top 1 cũng chênh luôn. Đây, 31k6 kém bạn top 1 bên kia 2k. Bạn dưới 23k, bạn dưới 22k. Đây, dưới là 15-14k. Server 2 của mình ấy, hiện tại là có 3 bạn ao trình. Còn ở bên C1 ấy, 5 bạn. Mình nhớ nhầm là hai bạn này đều chơi ngộ không thì phải nhỉ? Ngộ không. Đây, ngộ không em ơi. Ngộ không 15 sao. Quan Âm 15 sao. Hôm qua mình không đẩy lực chiến mạng top này ấy. Không biết Quan Âm lên 15 sao từ hôm qua hay là hôm nay. Đây Tiểu Long cũng 15 sao. Đây tiếp đến cái bạn top 1 bên CO2 nhá. HD Quỳnh Vi. Đây xem mình gộp hết vào một bang. Nên anh em nông dân mà được vào bang này cực phê luôn. Mình thì hàng top 300 này chắc chắn là không được vào rồi. Ô khoan á. Con này thì Quan Âm mới có 13 sao. Ngộ không 15 sao từ hôm đầu này. Ngộ tính cũng 15 sao. Bát giới 12 sao. Đường Thanh 11 sao. Đây còn là bạn bên C1 đấy. 4 sao, 5 sao. Bạn này đang dồn cái thiên ký. Còn bạn kia ấy thì lên sao tướng. Nên là mình nghĩ thiên ký bạn này sẽ cao hơn bạn kia rất là nhiều. Chắc là mình sẽ soi bạn top 2 trước nhá. Lực chiến 31.691k. Bạn dồn hộ không. Hộ không mình sẽ soi cuối đây. Đầu tiên là main 3.396k, 3 set cam.
3 món cam, 1 món tím. Pháp khí cộng 25. Ôi ôi, thiên khí mark cấp 6. Sau khi tấn công 100% làm người tấn công rơi vào trạng thái choáng. Ok em ơi. 4 vòng tối đa 2 lần. Cấp 6 em ơi. Còn về cái kỹ vật bạn xài khi bản thân trong trận tăng cho toàn bộ phe ta trừ bản thân 20% tấn công. Tiếp đến là quan âm. 7 triệu chiến, quan âm mạnh ghê nhở, 7 triệu em ơi. Set cam này, pháp bảo cộng 17, kỳ vật ngựa nhá. Thiên tịnh xa, khi bị tấn công bản thân cứ có 10% ma sinh lực, tăng 3% ma giảm sát thương, tối đa 30%. Bạn xài thiên ký đỏ đằng vân 2 hiệp đầu bản thân tăng 18% ma và 32% giảm sát thương. Tiếp đến là đường tay này. Chỉ có 3 triệu thôi em ơi, 3 triệu nhá. Mình xem con main nhá. Main cũng 3 triệu này. 3 triệu, 3 triệu 8. Nói chung là mấy con thường ấy 3 triệu, còn cái con này thì hơn tí. Sau tính 4 triệu 8. Con này đều là 3 triệu hết. Còn quan âm thì là 7 triệu. Tường tay nha, vũ khí cam 3 món tím, pháp bảo cộng 15. Đang xài cái bộ trị liệu. Còn thiên khí bạn xài cái phi ngã phục hỏa của Bạch Vũ Thường. Sau khi bị tấn công 60% hồi cho bản thân 6,5% sinh lực cấp 2. Tiếp đến là bát giới. Vẫn là vũ khí cam cộng với 3 món tím, pháp khí cộng 16. Đang xài cái set hàng ma sử. Khi bản thân trong trận tăng cho toàn bộ phe ta trừ bản thân 60% thủ. Và đang xài cái thiên ý cam của Di Lặc. Khi người sở hữu trong trận tăng cho thần tướng thánh giới phe ta 18% giảm sát thương. Tiếp đến là sao tính này. Con này lực chiến top 3 trong team, 4 triệu 8. Xài full set cam, pháp bảo có 25. Nó cho mình soi xem kỹ năng của pháp bảo. Đây bạn đang xài ngựa. Khi bị tấn công bản thân cứ có 10% sinh lực, tăng 3% giảm sát thương, tối đa tăng 30%. Tức là mới vào ấy, giảm sát thương tăng 1 phần 3. Khá ok em ơi. Và bạn xài thiên ký của Lữ Nhất Quốc, thiên ký cam. Sau khi thi triển kỹ năng 62% là một người khác giới ngẫu nhiên, hỗn loạn, duy trì một hiệp, tối đa một lần. Hỗn loạn khi bị tấn công sẽ dùng đánh thường tấn công đồng đội ngẫu nhiên cấp 2. Đây, bây giờ là đến ngộ không em ơi. Bài cái build trước hình như là 8 triệu hay là 9 triệu chứ nhỉ? Như là 8 triệu thì phải. Đúng rồi, 8 triệu. Xem hôm nay ấy, ngày thứ 6 lên bao nhiêu nhá. Ngày 6 đến tối rồi, chắc là bạn áp cũng gần hết rồi em ơi. Lên luôn em ơi. 9 triệu 6 lực chiến em ơi. Vẫn là một vũ khí đỏ cộng với giày đỏ và hai món cam. Đây pháp khí vẫn cộng 25. Thiên khí mà này vẫn chưa lên 6 em ơi. Đây bạn xài cái bạo kích kim tinh khởi minh của Thái Bạch. Trước khi bắt đầu chiến đấu bản thân vào kim tinh khởi minh duy trì 3 hiệp. Kim tinh thì nó sẽ tăng 100% bạo kích. Và gấp 6 ấy, thì nó sẽ lên 150% sát thương bạo kích. Và bạn xài cái bộ đêm cơ bản nhất tiến mai. Sau khi tấn công đánh bại mục tiêu, gây cho mục tiêu địch trong trận có sinh lực thấp nhất sát thương gián tiếp bằng 60% sát thương dư ra. Ok xong bạn top 2 nhá. Anh em chú ý bạn top 2 9 x 6 con đang ngủ không này. Ở bên này anh em mà dồn con đang ngủ không là khỏe thôi. Ngày mai chắc chắn là bạn này lên cái bậc 6 này. Tăng thêm 15% sát thương một kích rất là ngon. Ngày mai cái này chắc cũng 6 luôn này. Và anh em top đá cộng 8 rồi. Một hai ngày nữa anh em bên cộng 9 là sẽ thêm một cái thiên ký lại mạnh thêm một phần. Ok xong cái bạn top 2. Đây bạn này level 59 này. 59 là cộng 8 nên là ngày mai bạn lên cộng 9 em ơi. Cứ mỗi 5 level là được thêm một cộng. Ok, giờ sẽ đến cái bạn top 1 anh em ơi. Đây vẫn team 10 nhá. Giống cái team bạn này luôn. Các con đường tăng em ơi. Bạn top 2 xài đường tăng, còn bạn top 1 là xài con tiểu bạch long. Đây tiểu bạch long, hộ tính bát giới, quan âm 10. Ô khoan á, đấu trường bạn này hạng 2 à? Không biết bạn này có luôn nhở? Chắc cuối luôn mình sẽ xem cái trận PK nhá. Để cho mình vẫn soi như bạn top 2 mình soi qua là tướng chính đầu tiên. 4 triệu 8. Đây mình so sánh luôn. 3 triệu 3 chênh 1 triệu dưới.
Thiên khí giống bạn top 2, thiên la địa võng của Lý Tịnh. Cấp 6 em ơi, xét 100 cam, pháp bảo cộng 13. Đầy tiên bên là Quan Âm, 7 triệu 4. Đây con thứ hai thiên khí cấp 6 luôn này. Thân cường là lực tráng của chư bát giới. Người sở hữu trong trận tăng cho thần tướng thanh giới Vê Tang 20% sát thương. Còn bạn top 2 thì là cái giảm sát thương. Xét 100 cam, pháp khí cộng 25. Và bạn sai kỳ vật nhất tiến mai. Là cái triệt đỉnh nó tăng thêm sát thương cho con HP thấp nhất đấy. À quên này, con main mình vẫn chưa soi nhở. Main xài bộ hàng ma sử tăng phòng thủ cho team. Tiếp với là bát giới. Đây bát giới một món cam, hai tím một lam. Ông Hoàng á, pháp bảo cộng 2 luôn em ơi. Đây bà này có cả Di Lặc cộng 5 này. Bà này không dồn sao tướng nên là thiên khí chắc chắn là sẽ cấp cao hơn rất là nhiều. Kỳ vật bạn xài hàng ma sử này. Ơ khoan á, cái kỳ vật này thì nó chỉ tính cái đặc tính duy nhất thôi. Tức là trong team ấy có hai cái, nó chỉ tính một cái thôi. Sao bạn này xài hai bộ nhỉ? Đây main có rồi đấy. Đáng lẽ main hay là con này xài cái bộ tấn công ấy ok hơn em ơi. Con Bạch Long cho mình sẽ soi sau nhá. Bộ tính chắc là cũng 3 triệu thôi. 3 triệu 3 này, xét tím, pháp bảo cộng 10, thiên kỳ đỏ cấp 2, đại bàng kim sĩ, khi tăng tấn công tăng 36% sát thương, liên kích vô hiệu, cấp 2 nhé. Kỳ vật thì xài cái xét ngựa giảm sát thương này. Đây tiếp đến là Bạch Long, anh em bỏ bao nhiêu chiến, chắc tầm 4 triệu dưới 5 triệu à, không nhỉ? 5 triệu em ơi, chuẩn 5 triệu nhá. Xét cam này, pháp bảo có 25, áo khoan á, pháp bảo hay pháp khí nhở? Mẹ mới hôm nay mình ăn cối nhiều quá lú luôn rồi. Nói chung là không phải pháp bảo thì là pháp khí. Đây bạn xài cái ngọc thạch câu phần của Hắc Vô Tường cam nhá. Người sở hữu sau khi bị tấn công, mục tiêu địch cùng vị trí trong trận chịu 74% sát thương gián tiếp, khá là ngoan mày. Lên gấp 6 ấy thì nó sẽ chịu 100%. Cái này xài cho mấy con có nội tại bất tử hay là tanh ấy mà xếp đối diện với con đêm chính chuẩn bài luôn. Ok, và cuối cùng đến cái phần quan trọng, ngộ không của bạn top 1 xem chênh với bạn top 2 có nhiều nha. Đầu tiên là bạn top 2 ấy, ngộ không 9 triệu 6. Đây, chú ý em này. Một click nhẹ. Ô khoan á, vẫn là 9 triệu 6 mày. Thấp hơn cái bạn top 2 nhá. Bạn top 2 là 122k. Còn bạn top 1 ấy 016k, kém hơn 100k. Đây bạn này vũ khí cộng với giày đỏ này 2 cam, pháp bảo cộng 25. Thiên ký vẫn là kim tinh khởi minh, tăng bảo kích bản thân và tăng thêm 135% sát thương bảo kích. Nhưng mà cấp 4 là chỉ có duy trì 2 hiệp thôi. Lên cấp 5 là duy trì 3 hiệp. Và lên cấp 6 ấy, thì nó sẽ tăng thêm 150% sát thương bảo kích so với ban đầu. Còn là kỳ vật thì xài cái bộ nhất tiến mai. Ok, giờ cuối hồ trang mình sẽ vào xem bạn top 2 đánh với bạn top 1. Để bạn top 2 25k này. Hạng 1 em ơi, căng ghê nhở. 25k với 33k tức là chênh 8k em ơi. Không ấy đâu, 8 triệu chiến đấy. Đấu trường này, chiến bào, đối quyết đỉnh cao. Hạng 10 này, hạng 8. Đây, áo hoa đá. Bạn top 1 không đánh em ơi. Đây top 1 là cái trận của cái bạn 24k cộng với 23k. Tức là cái bạn top 1 kia còn là không quan tâm đấu trường luôn. Không biết là có làm full nhiệm vụ không. Đây tiếp là cái đối quyết vinh dự này. Quyết đấu đỉnh cao. Server nhá. 2533. 2523. Chỉ có thấy cái bạn top 2 đánh thôi nhỉ. Các bạn top 1 không đánh luôn. Thì hiện tại chỉ có đồng một trận thôi em ơi. Và trăm cao thua ấy. Ồ không ấy. Đứng hàng Bạch Cốt Tinh. Một bổ đi luôn không có nhiều em ơi. Trên được chiến như này phải xếp hai con chính ấy. Khác hàng Ồ không, không có một chém đi rồi. Ô khoan á. Chết Bạch Cốt Tinh mà Ngộ Không gần tèo em ơi. Căng ghê nhở. Tức là mình sẽ xem lại trận này đi.
Đây ngày hôm nay anh em mới chơi hoặc là chơi chơi ấy, về sau có chơi chú ý cho mình cái cược thú nhá. Đây mình bật tí music lên. Bạch cốt luyện ngục. Hắc bạch vô cùng. Ra nhận người nào. Nạp mạng đi. Na chu triệu hoán. Hãy thưởng thức cơn đau. Ê, hiệu quái. Chúng sinh đều khổ. Cái thấy. Chúng sinh đều khổ. Nạp mạng đi.